Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa tuyên bố, quân đội nước này vừa thử thành công tên lửa Buvetnik mới. Thông tin đang thu hút sự chú ý quan sát của phương Tây. Theo Reuters, ông Putin lần đầu tiên hé lộ dự án về tên lửa Buvetnik vào tháng 3 năm 2018. Lãnh đạo Điện Kremlin không tiết lộ cuộc thử nghiệm vũ khí mới nhất diễn ra khi nào. Song tờ New York Times nhận định, động thái có thể diễn ra gần đây dựa trên hoạt động của các máy bay và phương tiện tại một căn cứ của Nga ở Bắc Cực. Buvetnik trong tiếng Nga có nghĩa là chim báo bão, là loại tên lửa hành trình phóng từ mặt đất và bay thấp. Tên lửa này không chỉ có khả năng mang đầu đạn hạt nhân mà còn vận hành bằng năng lượng nguyên tử. Động cơ đẩy hạt nhân giúp tên lửa có tầm bắn xa hơn nhiều so với động cơ phản lực hoặc động cơ phản lực cánh quạt truyền thống, vốn bị giới hạn về lượng nhiên liệu chúng có thể mang theo. Một tạp chí quân sự chuyên ngành của Nga năm 2021 trích dẫn báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế cho biết, về mặt lý thuyết, Buvetnik sẽ có tầm bắn lên tới 20.000 km, do đó tên lửa này có thể được đặt ở bất cứ đâu trên lãnh thổ Nga để tấn công các mục tiêu ở Mỹ. Tạp chí quân sự lưu ý thêm, độ cao di chuyển của tên lửa chỉ là 50-100 m, thấp hơn nhiều so với tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng thông thường. Điều này sẽ khiến các radar phòng không hiện nay khó phát hiện hơn. Theo một báo cáo vào năm 2020 của Trung tâm Tình báo Hàng không và Vũ trụ Quốc gia Mỹ, nếu Nga đưa Buvetnik vào sử dụng thành công, nước này sẽ có thêm một vũ khí độc nhất vô nhị, sở hữu khả năng xuyên lục địa. Theo các nhà phân tích, việc phát triển Buvetnik và những vũ khí chiến lược mới khác của Nga có thể làm phức tạp thêm các cuộc đàm phán giữa Moscow và Washington về bất kỳ giải pháp thay thế nào cho hiệp ước START mới nhằm hạn chế số lượng vũ khí hạt nhân mỗi bên có thể triển khai. Tương lai của hiệp ước đang bị đặt dấu hỏi sau khi Nga ngừng tham gia vào tháng 2 năm 2023 và hiệp ước dự kiến sẽ hết hạn vào năm 2026.